đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1.000 subscribe nhé. Tuy rằng Cúc Tịnh Y không thái độ ngôi sao như trên mạng đồn, nhưng cô ấy kỹ tính, lược hay kẹp tóc dùng hàng ngày đều phải được gia công đặc biệt. Cô ấy cảm thấy như vậy mới không làm tổn thương tóc mình. Cúc Tịnh Y rất ít khi để mặt mộc trước mặt người khác. Có mấy lần khi quay xong, stylist muốn tẩy trang cho cô ấy đều bị cô ấy cản lại, nói là quán ăn mà đoàn phim định đi có rất nhiều fan, cô ấy không muốn fan nhìn thấy mặt mộc của mình. Năm ngoái, một blogger nổi tiếng là Super Đại Vương đã bị Cúc Tịnh Y kiện vì sử dụng hình ảnh của cô trái phép và nghi ngờ rằng blogger này sử dụng vì mục đích thương mại buôn bán sản phẩm. Tòa án Nhân dân quận Kim Sơn, Thượng Hải đã xét xử vụ kiện này vào ngày 2 tháng 9. Đến ngày 27 tháng 10, bên bị đơn đã đăng bài lên Weibo tuyên bố Cúc Tịnh Y đã thua kiện. Tòa án bác bỏ tất cả các yêu cầu của nguyên đơn và bên nguyên đơn phải chịu trách nhiệm về chi phí xét xử. Mới đây, phòng làm việc của Cúc Tịnh Y đã lên tiếng về việc thua kiện. Phòng làm việc khẳng định bên blogger đã sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ mà chưa được đồng ý. Hôm nay, công ty chúng tôi phát hiện người dùng Weibo có tên Super Đại Vương đăng tải kết quả phán quyết về việc công ty chúng tôi khởi kiện tài khoản công khai vi phạm quyền hình ảnh của Cúc Tịnh Y với phương thức cắt câu lấy nghĩa, dùng một phần nội dung phán quyết chưa có hiệu lực pháp luật đăng tải lên gây hiểu lầm cho công chúng. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ và bảo lưu quyền kháng cáo hợp pháp. Văn phòng làm việc cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này để bảo vệ hình ảnh cho nghệ sĩ của mình. Phim của Cúc Tịnh Y và Trương Chiết Hạn hợp tác thành công vượt mong đợi, cho nên trong thị trường phim chiếu mạng ít vốn cô ấy rất có chỗ đứng. Rốt cuộc tự mang đề tài web drama của IQIYI, Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Rằm, Cúc Tịnh Y, Trịnh Nghiệp Thành, tạm định cuối tháng 11 khai máy. Nội dung, nữ chính xuyên vào điện thoại của nam chính, thông qua những ứng dụng trong đó để tìm hiểu về con người anh. Cô ấy rất vất vả để chuẩn bị cho bộ này, bởi vì muốn chứng minh cô ấy ở cả phim cổ trang lẫn hiện đại đều có thể làm tốt. Hôm nay, trong đại hội giới thiệu phim của Đằng Tấn đã chính thức công bố dự án phim cổ trang lớn tranh thiên hạ Thả Thí Thiên Hạ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Khuynh Linh Nguyệt. Triệu Lộ Tư diễn vai nữ chính Bạch Phong Tịch, nam chính chưa công bố. Triệu Lộ Tư có chia sẻ 1.000 người đọc truyện thì trong lòng có 1.000 Bạch Phong Tịch. Hơn nữa nhân vật này lại có hai thân phận khiến cô ấy có áp lực lớn. Đạo diễn Doãn Đào cũng nhấn mạnh bộ phim này không giống các phim cổ trang truyền thống khác, không chỉ có tình yêu hấp dẫn nhất chính là con đường sự nghiệp nam cường nữ cường và tình yêu quốc gia nhiệt huyết. Đây là bộ phim truyền hình cấp S của cụt, trong vòng có rất nhiều tiểu hoa tranh nhau sứt đầu mẻ chán vì muốn giành miếng bánh lớn này. Từ đầu cụt muốn Dương Mịch nhận bộ này nhưng Dương Mịch không có hứng thú với phim này, cụt mới mở mắt tìm kiếm các đại lưu lượng mới. Đoàn đội của Triệu Lộ Tư vẫn luôn muốn nâng cấp thị trường phim truyền hình của cô ấy lên nên rất tích cực tranh thủ, thậm chí còn chấp nhận ký hiệp ước đánh cược ký 9 bộ phim với cụt. Nếu bộ này phát sóng không đạt được hiệu quả cao, Triệu Lộ Tư sẽ phải diễn các bộ phim khác của cụt với giá thấp. Phía chế tác của Thả Thí Thiên Hạ không tệ, đoàn chế tác bao gồm biên kịch của Lục Trinh Truyền Kỳ, đoàn đội tạo hình tóc của Hương Mật, đoàn đội tạo hình của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, đạo diễn của Lưu Ly. Thả Thí Thiên Hạ vì vấn đề bản quyền nên phải sớm khai máy, thời gian vào đoàn phim thì phải đến sang năm. Nam chính là Dương Dương, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, đang đẩy nhanh tiến trình quay phim. Đoàn đội của Triệu Lộ Tư rất muốn có được bộ này vì hợp tác với Dương Dương sẽ giúp cô ấy tăng tính đề tài. Hiện tại, trong giới xem như đã công nhận Triệu Lộ Tư là nữ vương web drama ngọt ngào. Hướng PR của Triệu Lộ Tư hiện giờ đã thay đổi, không kêu Triệu Lệ Dĩnh nữa. Đoàn đội muốn để cô ấy đi theo con đường độc lập. Trịnh Sảng gần đây toàn tâm toàn ý kiếm tiền. Trước đây có người hỏi cô ấy có dự định rút lui khỏi giới giải trí không thì cô ấy nói kiếm đủ tiền sẽ rút. Nhưng hiện tại Trịnh Sảng đã thay đổi suy nghĩ rồi, cô ấy cảm thấy trong giới kiếm tiền nhanh chóng, thậm chí còn muốn kéo em họ vào giới giải trí để kiếm tiền. Tây Suất Ngọc Môn được Tencent mua bản quyền, sang năm khai máy. Trịnh Sảng không nhận, Hứa Khải cũng không quay. Phim mới của Hứa Khải và Dương Mịch sẽ quay đến tháng 7 sang năm. Hứa Khải chủ động từ chối hợp tác phim mới với Trịnh Sảng vì fan nữ. Trịnh Sảng tiếp theo có hoạt động ngày 11 tháng 11, sẽ đi ghi hình đêm hội ngày 11 tháng 11 của Đài Hồ Nam. Năm nay ngoại trừ vai khách mời phim 1921 thì cô chỉ tham gia chương trình tống nghệ, xác suất tham gia phim không lớn. Trượt fan cô là bởi vì nhiệt độ của cô lớn mà cô không giống Lâm Canh Tân sẽ tự mình xé đoàn phim và mặt Tencent. Trịnh Sảng đem trọng tâm công việc đặt ở mảng điện ảnh, gần đây đã lấy lòng thành công Phùng Tiểu Cương. Vốn dĩ Phùng Tiểu Cương để cô ấy đóng nữ phụ nhưng hiện tại đã muốn đẩy cô ấy lên nữ chính rồi. Hiện giờ Trịnh Sảng đã liên hệ với bạn bè xung quanh, nhờ họ giới thiệu giúp một nhân viên giỏi phụ trách xử lý mảng tin tức xấu. Trịnh Sảng đang đàm phán phim mới, là một bộ hiện đại, không phải bộ Tây Suất Ngọc Môn, mà trên mạng đồn đãi, phim điện ảnh mới của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Dương Mệnh đã xác định Lý Cửu Tiêu diễn chính.
Trịnh Sảng cũng đang đàm phán, để xem là vai phụ hay nữ chính. Trịnh Sảng là sao nữ hiếm hoi dám để mặt mộc ghi hình, dũng khí thật lớn. Gần đây vì Trịnh Sảng muốn nhận được tài nguyên mở rộng mà bị vài tiểu hoa hợp lại chơi xấu, họ mua bản thảo diss mặt Trịnh Sảng bị cứng. Chỉ cần Trịnh Sảng có động thái gì mới sẽ ngay lập tức bị mắng mặt đơ. Trịnh Sảng cũng chưa tra ra được ai làm, cô ấy mua lại các bản thảo nói mình không có đoàn đội, nhưng thực tế đoàn đội của Trịnh Sảng khá tốt, được Trịnh Sảng dùng giá cao mời về.